Chị nhà mới làm cho sofa xong ạ. Chế làm một tháng đấy, xong một tháng rồi. Vâng, thì bạn kỹ thuật viên vừa làm trong sofa cho chị xong đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, thì em xin phép là tự phỏng vấn chị một chút sau hơn một tháng mình làm công nghệ fiber fill chị nhé. Vâng ạ, thì quý vị thân mến, đây là chị Nhàn. Và chị Nhàn thì đã làm công nghệ tái sinh đa tầng fiber fill cấp độ 2 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hôm nay thì chị đến tái khám cũng như là chăm sóc da cao cấp tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Thì chị ơi, sau hơn một tháng rồi mình làm cái công nghệ fiber fill thì mình cảm thấy là da của mình nó cải thiện như thế nào ạ? Hơn một tháng rồi, vâng. Da nó khác hẳn hoàn toàn luôn, vâng. Cái hai cái vết rãnh cười này này gần như là hết hẳn luôn. Với lại da nó căng bóng hơn, nó không bị chảy xệ như ngày trước nữa. Với lại nhất là cái đuôi mắt này này, nó lúc cười nó không bị nhăn nheo nữa. Và nhìn rất là sướng. Mọi người ai cũng khen. Và đặc biệt là cái phần là bóng má của chị nó đã được làm đầy hơn, nó đầy hẳn rồi. Ngày xưa ai cũng bảo là phải hơn 40 tuổi nhưng bây giờ thì quay lại mọi người đều hỏi là trông rất là trẻ. Không hiểu là làm cách nào mà cái má nó lại đầy, vì cái má nó rất là khó đầy. Vâng đúng rồi. Và bây giờ thì là má thì được làm đầy rồi này. Nếp nhăn thì đã hết rồi. Mịn nữa, căng bóng mịn. Và em xin phép là có thể show lại hình ảnh trước đây của chị nhá. Đây chị ơi. Không phải chị đâu, ai đây không phải chị đâu. Quý vị ơi, quý vị có thể thấy thì đây là hình ảnh trước đây hơn một tháng của chị Nhàn thôi. Trông rất là khác đúng không quý vị? Trông như là một người khác thôi chứ không phải là chị Nhàn của ngày hôm nay nữa. Da thì bị nếp nhăn, vùng rãnh rồng này, đôi mắt và cái phần họng má thì rất là bị hóp, nó khiến cho chị bị già nua. Và hôm nay thì rất là xinh đẹp rồi, dạng người lắm rồi. Thì chị ơi, không biết là khi mà mình trẻ trông như vậy, xinh đẹp như vậy thì chồng và bạn bè của mình có phản ứng gì không ạ? Ngày trước thì chồng mình cứ khuyên mình là đi làm đẹp mãi, vâng. Thì anh nghĩ là nếu mà làm đẹp nó chỉ cải thiện một tí thôi. Nhưng mà từ cái hôm đầu tiên về anh đã thấy khác rồi. Anh bảo ôi rồi đi làm kiểu gì như kiểu là thuốc tiên đấy, sao chỉ có một buổi về mà tự dưng vợ mình khác hẳn luôn. Thế thì mình cũng bảo là đấy, làm cái công nghệ như thế nó khác như thế. Sau một tháng thì da nó lại càng khác hơn, là gần như các cái vết chân chim ở mặt này với lại rãnh cười nó hết hẳn luôn. Thì bây giờ thứ nhất là mình tự tin hơn trong công việc giao tiếp này, thứ hai là kể cả chồng mình cũng cảm thấy là tự tin với vợ và thỉnh thoảng đi đâu cũng dẫn vợ theo luôn, chứ ngày xưa là đâu có dám dẫn đi đâu. Chồng vừa không dám đưa đi mà mình cũng ngại, mình sợ là làm xấu mặt chồng hay như nào đó thì mình sẽ không đi cùng. Nhưng mà bây giờ thì chồng rủ đi thì cũng đi. Mình tự tin rồi, mình đẹp rồi. Thì tất nhiên là mình phải đi ra ngoài để mọi người có thể ngắm nhìn mình và cũng là cho mình hạnh phúc hơn, tươi trẻ hơn đó. Thì em xin chúc mừng chị với kết quả của mình, luôn xinh đẹp này, luôn hạnh phúc như thế này. Và quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được gặp chị Nhàn. Chị Nhàn thì đã làm rất thành công với công nghệ tái sinh đa tầng fiber fill. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng giống như chị Nhàn thì hãy tới ngay Thẩm mỹ quốc tế Bali để chúng tôi có thể khắc phục mọi khuyết điểm cho quý vị nhé. Địa chỉ của Thẩm mỹ quốc tế Bali tại 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào có thể gọi điện qua hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream lần sau.